Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nha các bạn. Hôm nay Lợ nói về cộng các số có 1, xin lỗi, có 3 chữ số có nhớ 1, 1 lần, nhớ 1 lần. Số có 3 chữ số, thì mình lấy ví dụ về số có 3 chữ số trước. Ví dụ như 1, 7, 5, đây là số có 3 chữ số, 3 chữ số. Thì cách 1 các bạn đếm từ đây phải sang đây trái, 1, 2, 3. Cách 2 các bạn dựa vào cái hàng của nó, từ phải sang trái gồm hàng đơn, đơn vị. Tiếp theo hàng, hàng chục. Tiếp theo hàng, hàng trăm. Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo hàng đơn vị, hàng chục và hàng, hàng trăm. Ok chưa? Rồi mình lấy ví dụ về phép cộng có nhớ 1 lần nha các bạn. 1, 5, 7 cộng 2, 3, 4. Rồi, thứ nhất các bạn phải viết đúng hàng, đơn vị ra đơn vị, chục ra chục và trăm ra trăm. Sau đó các bạn chuẩn bị cho Lợ một bộ que để đếm. Rồi, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cộng thêm 4 nữa là thêm 4. 1, 2, 3, 4. Và các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy có 11 que. Thì 1 hàng đơn vị này viết vào hàng đơn vị. Và 1 hàng chục này các bạn nhớ lại, lưu lại ngay chỗ này. Được chưa? Tiếp tục 5 cộng 3 nhớ 1. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. Thêm 3 nữa, 1, 2, 3. Nhớ 1, thêm 1 nữa. Vậy đếm ra là chỉnh tương tự 1 cộng 2, 1 rồi thêm 2 ra 3. Ok chưa? Thì đây được gọi là cộng các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần. Đây, nhớ 1 lần nè. Mình viết có 1 lần ở chỗ này, gọi là nhớ 1 lần. Được chưa? Rồi tương tự các bạn hãy giải bài tập sau và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợ. 2, 3, 6 cộng 2, 7 1 bằng 1, 5, 6 cộng 1, 3, 7 bằng. Rồi, thôi, xin chào ạ.